Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Thang Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại lên cho các bác video, giới thiệu đến cho các bác một số những cái mặt hàng, tiếp thị đến các bác một số mặt hàng em săn được trong 2 ngày vừa qua nhé các bác. Và một ít hàng cũ nữa. Hàng cũ vẫn còn, hàng mới vẫn còn, mới lại về. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác một cái con này. Con này thì em nghĩ nó là cái con bơm hút chân không tách dầu á. Đó, các bác nhìn kỹ nhé, sau tí nữa em sẽ view kỹ một chút. Đó. Con này động cơ thì sản xuất tại Bỉ này. Đó, chạy điện từ 110 cho đến 220V đều chạy được. Đó, em thử rồi. 110 nó vẫn chạy nhưng nó chạy chậm. 220 cũng chạy, chạy tít hơn. Một con quạt hút này. Đó, hàng khủng long bạo chúa này, rất là to nhé các bác. Giờ tí nữa em sẽ đo kích thước cho các bác. Đó. Mấy quạt này bên em vẫn còn này. Quạt này nữa này, vẫn còn vài con. Đó. Và đây là hàng mới về này, ngày hôm nay. Đó, cái bàn xoay nhé các bác. Đó, cái này các bác chế bàn xoay cực hay. Đó. Đó, em có cơ số rất là nhiều, chắc khoảng độ được độ chục con đó. Rồi tí nữa em đo kích thước cho các bác. Một ít mã lý này. Đó. Em về được một ít mã lý. Một cái con tay quay rất là khủng này. Đó. Con tay quay rất là khủng nhá. Tí nữa em sẽ đo size cho các bác. Con này nó đặc biệt là nó có chống quay ngược chiều nhá. Và các bác không thích quay ngược chiều, các bác bỏ đi cũng được. Đó, nó có hay cái này, nó có cái cá này. Cái cá để chống quay ngược chiều. Một ít những cái trụ bàn xoay này. Đó. Trụ để các bác chế bàn xoay. Đồ này là đồ của Nhật nhá các bác. Rất là xịn. À, bi là toàn bộ của Nhật hết, thế còn cái sắt này người ta không ghi. Bi này có 2 tầng bi nha các bác, một tầng bi xoay và một tầng bi chịu tải. Sau tí nữa em sẽ view cho các bác cái này. Một ít bánh xe nhỏ nhỏ này, đó, rất là đẹp nha các bác, hàng rất là đẹp. 100k một bộ 4 cái, con nào cũng có khóa luôn nha các bác. Đó, có khóa từng bánh một, đó. Rất là xịn. Đó, hàng nó có bát bát này này, rất là ngon nha các bác. Một ít bi bi cầu hàng của Nhật này. Đó. Cái này em gọi là bánh xe bi cầu nhé, rất là ngon. Đó, em về được một rổ này, hàng rất là đẹp, hàng của Nhật luôn, Made in Japan này các bác này. Đó, có chữ Nhật luôn nhé, rất là hay. Chỗ này là dây này các bác, một ít dây, một ít lọc khí này. Hôm nay em sẽ giảm giá con này nhé. Đó, giảm giá cái con lọc khí này. Một ít bánh xe này. Chỗ này là chân thép này. Chỗ này là nam châm từ này, nam châm điện đó. Chỗ kia là chân máy em còn rất nhiều, ốc yếc còn vẫn còn này. Chỗ này là nhựa em lại về thêm nhé các bác. Nhựa và cao su non. Chỗ này là một ít dây nữa này. Chỗ này là cảm biến và encoder nhé. Hôm nay em sẽ giảm giá. Dây này, dây trượt tủ này, bàn xoay này, em rất nhiều bàn xoay, hôm nay em về rất là nhiều bàn xoay. Đó, cái loại bàn xoay này thì nó có cái là có cả nam châm điện luôn nha các bác, nó hút. Đó, hai mặt, một mặt là một ít dây điện này, hôm nay em bán thanh lý cho các bác. Đó, giá rất là rẻ thôi, 100k 4 sợi này nhá, 100k 4 sợi, em có 5 sợi thôi. Con nào mua cả lấy cả nhé, có 5 sợi. Một ít nguồn tổ ong này. Đó, chỗ kia là một ít tay tay nắm tủ âm tường này. Đó, rất nhiều đồ. Và đây là nhôm. Đó, nhôm này, rất là nhiều nhôm nhá các bác. Đây nữa này. Đó, và bây giờ em sẽ đi view cụ thể từng mặt hàng một nhé. Đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác nhôm này trước này. Trong khu bên này em rất là nhiều nhôm này, nhưng mà em sẽ lên vừa vừa phải thôi nhé, lên nhiều quá video nó không đủ thời lượng ấy. Lên nhiều quá nó video nó rất là mệt. Một tấm này, hàng khủng long bạo chúa rất là đẹp. Một tấm này, kích thước em để đây nhé, bề mặt rất là đẹp này. Đó, không có một vết xước nào mấy nhé, nó chỉ có 8 cái lỗ thôi, bên trên 4 lỗ này, bên dưới là 4 lỗ nữa. Bên dưới này 4 lỗ nữa là có cái 8 cái lỗ nhá. Đó, có 8 cái lỗ này. Đó, giá tiền em để đây.
bên trong này là còn em còn ba cái tấm này này, rất là đẹp này, nhưng em chưa lên giá nhé. Đâu à, à, ở ngoài kia có mẫu rồi nhá các bác, ngoài kia có mẫu rồi, bà xã em ngoài kia có mẫu rồi. Đây cái tấm này đó, tấm này cho các bác xem trước này. Đó, và cái tấm này, tấm này nó còn tấm này đây các bác này, đó, 1.100.000, dài 1m78, rộng 40 phân, dày 5 ly. Tấm này thì rất là đẹp, nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất là nó có hai cái lỗ này. Đó, nguyên bản là à, trên máy em tháo ra là hai cái lỗ này người ta luồn dây điện lên nhé. Cái tấm này thì tự tay em tháo ấy, đâm ra nó vẫn còn rất là đẹp. Đó, chỗ này nó dính tí keo nhé, dính nhá. Những cái chỗ này là nó là những cái dán nhựa, nhựa dán mà để luồn dây điện á. Bây giờ em bóc ra em chưa kịp tẩy keo nhé các bác. Các bác về tẩy giúp em nhé, cho tí xăng thơm vào đây là nó tẩy bay hết ngay. Mặt sau của nó rất là đẹp này, đây này, chính là nó đây này, chính là những cái này này. Đó, quên đằng sau em chửa cậy, đằng trước thì em cậy nhưng đằng sau em chửa cậy, rất là đẹp. Đó, đó là những cái này này. Đó, những cái mà đằng trước mà em bảo là dính keo đó là những cái này. Đó, đây này, khu vực này nó có dính này, em cậy nó không sạch, em chỉ cậy được mặt trước thôi. Đó là mấy cái tấm nhôm to nhé các bác. Quay sang bên này em giới thiệu cho các bác một ít những cái tấm nhôm con này. Trước khi giới thiệu nhôm con thì hôm nay em về được thêm hai cái lồng này nhé các bác. Con này 200k này, con này 200k, lý do là bị mất quay nhé, không có quay. Đó, nó không có quay và nó cũng mất luôn cả hai cái chắn ở, à mất một cái chắn thôi. Ở đây vẫn còn cả ba cái này. Đó, còn cả ba cái, còn ba cái nhé các bác, mất một cái ở chỗ này. Bây giờ em đo kích thước cho các bác con này. Con này là kích thước là tổng thể là dài 27 cm này, rộng là 12.5 cm này, tổng chiều cao là 14 hơn một chút này, 14.4 cm này. Đó, 200k con này. Và cái con này nó cũng thế này, nhưng mà con này nó đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả, thì là 250k. Đó, đầy đủ quay này là 250k. Em có hôm nay em về được hai con rồi nhé các bác. Tiếp theo này, em về, bây giờ em giới thiệu đến nhôm trước nhé. Đó, nhôm thì hôm nay em rất là nhiều. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác cái thanh này. Đó, 66 × 4.2 × 0.8 này, giá là 85k. Nó dài 66 cm. Cái chỗ này là dày 0.8 này, cái còn cái chỗ này là dày 1 phân. Nó bị khấn xuống như này nha các bác. Đó, em còn 4 thanh nhé. Đó, trước nọ được về được đâu chục thanh nữa, có 2-3 bác ủng hộ rồi, giờ em còn 4 thanh thôi. Tiếp theo em về cái này, em có 3 thanh, em bán theo combo luôn cả 3 thanh nhỉ. Đó, kích thước là 31.5 này nhân 31.5 nhân 37.5 nhé. Để em đo lại cho các bác nhé, em ghi nhầm rồi. Kích thước là 31.5, 31 như này là nó lên đến 31.5 này. Dày này là 7.5 nhé các bác. Đó, nhân với 7.5 này. Đó, dày 0.75 này. Dày 7.5 ly nhé các bác. Đó, giá là 120k cho 4 tấm này. Đó, rất là nhôm, rất là đẹp nhé. Nhôm nó có cái chữ gì. Ừ, 4 tấm như nhau nhé. À, 3 tấm như nhau. Đó, nhôm đen. Cái lỗ này thì để em đo cho các bác cái lỗ này nhé, để các bác về các bác liệu. Cái lỗ này thì là nó lỗ 1.7 cm này, 1.67. Đó, cái lỗ này. Đó, giá 120k cho 3 thanh này. Đó, tiếp theo có 3 cái thanh này, giống nhau như đúc này. Đó, giá 65k một thanh này, một tấm này. Đó, cái tấm này thì nó có 4 lỗ như này nhá các bác.
Đó, cái tấm ép dán giá này thì nó không có cái lỗ nào, còn hai cái tấm kia mỗi tấm nó có 4 lỗ. Tấm tiếp theo em giới thiệu qua cái tấm này 140k này. Đó. 140k nhé, cái tấm này. Tấm tiếp theo này em giới thiệu đến cho các bác cái tấm này 240k này. Đó. Đó, rất là đẹp nha các bác. 240k. Tấm tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái tấm này 290k. 35 x 29,5 x 1. Đó. 290k nha các bác. Đây em giới thiệu luôn cho các bác mấy cái tấm nhôm tròn này. Đó, 120k. Đấy, đường kính này là 20 này, dày 1 cm này. Cái lỗ cốt này là 3,5 cm này. Chắc cái lỗ này cũng thế. Cái lỗ này khả năng bé hơn tí này. Đó. 120k tấm này. Tấm này. Tấm này này. 36 cm này, dày 1,5 này, lỗ cốt này 5,4 nhá. Lỗ cốt này là 5,4 cm này. Đó. 36 này, đường kính là 36 cm, dày 1,5 cm này. Đó, hai mặt như nhau nhá, rất là đẹp. Giá 430k cho tấm này. Đó. Tiếp theo này. Lại nhôm tiếp nha các bác. Tấm này. Ôi. Tấm này nó rất là lớn nhá, nên em không nhấc lên được. Nó rất là nặng, dài 110 cm, rộng 22,5 cm này. Dày 1,2 cm, giá là 800k này. Đó, cho các bác xem. Nguyên bản này của nó là nó đặt cái thanh combo lên trên này nhá. Những cái chốt định vị này, em còn chưa cả rổ nhá. Đó, là nó định vị cái combo là ở lại đó. Đó, mặt sau của nó đây. Giá tấm này là 800k nha các bác. Tấm tiếp theo này. Nó nhôm đen này, giá 460k. Kích thước là 82,9 x 3, 13,5 x 1,5 cm này. Đó. Nhôm đen nha các bác. Đó. Tấm tiếp theo này. Toàn tấm rất là nặng nha các bác. Tấm tiếp theo là tấm này thôi, em không nhấc lên nữa, em view cho các bác này. Dày 83 dài 83 cm, rộng 32 cm, dày 1,5 cm này, giá 1.070.000. Cái tấm này người ta sơn cái màu nó anode lên cái màu nó màu này nó gọi là màu gì nhỉ? Màu ghi ghi nhưng mà lại hơi đá đá hồng một chút nha các bác. Đó. Đó, em cứ gọi là màu ghi nhé. Đó, hai mặt rất là đẹp. Đó. Tấm tiếp theo này, em giới thiệu đến cho các bác. Là cái tấm này. Đó, 71,5 cm nhân với 35 cm này, dày 6,5 cm này. Giá 410k. Đó, cái tấm này thì nó màu ghi xám xám một chút này. Đó. Tấm màu ghi xám một chút này. Và cái tấm nhôm đen này. Tấm nhôm đen. Kích thước là 83 x 40 x 1 này, giá 910k. Đó, tấm này cũng rất là ít lỗ. Đó, các bác nhìn qua rất là ít lỗ. Đó. Mặt sau của nó đẹp lắm các bác. Đấy, mặt sau nhìn này rất là đẹp. Đó. Và cái tấm này. Đó. Tấm này kích thước thì em để đây 60 x 49, dày 1,2 cm, giá 820k. Thì tấm này em có 4 tấm nhá các bác. Đó, bề mặt rất là đẹp.
Và cái kích thước em đo nó không bao gồm những khu vực này nhé các bác, không bao gồm khu vực này đó. Bác nào mà thích thì em sẽ cắt giúp, nhưng mà em cắt bằng máy trà cầm tay thôi nhé các bác. Đó, giá 820k này. Đó, tấm tiếp theo này, tấm này là tấm người ta sơn rồi nhé các bác. Đó, nó sơn một cái lớp sơn sần, kích thước là 78 cm, rộng 65 cm, dày 1,25 cm, giá 1.650.000. Tấm này thì tương đối đẹp, nó nhược điểm của nó là có một cái lỗ duy nhất ở chỗ này. Đó, các bác về có thể chán lại nhé, bằng rất nhiều vật liệu, bằng nhựa PU, bằng có thể là trắng, bằng chính nhôm luôn nhé. Các bác kiếm một cái mảnh nhôm nó bằng gần đấy, hoặc các bác đổ nhôm trực tiếp vào đấy cũng được nhé các bác. Đó, rất là đẹp. Đó, mặt sau của nó này em chưa cả vệ sinh, rất là đẹp nhé các bác. Và cái tấm nhôm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái tấm nhôm chống trơn này. Đó, cái bề mặt nó hơi xám xám nhé. Đó, nó là cái nhôm mộc nhé các bác, nhôm mộc. Kích thước là 81 x 65 này, nhân 0,5 này, giá 660k. Tấm này thì nó có một cái nhược điểm là nó có cái lỗ này nhé. Cái lỗ này nguyên bản là nó là cái tay mở cửa lật lật đi lật lại đó, cái tay ngửa cửa bán nguyệt đó, lật đi lật lại. Mặt sau thì phẳng lừ này các bác này, đó, phẳng lừ. Và tiếp tục đến cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái này, một cái mâm inox này. Đó, nó trong là họ nhà nhôm nhá, em để trong vào họ nhà nhôm thì em mới gọi là cái sản phẩm cuối cùng về nhôm này. Nó kích thước này là 43 cm này, dày 1,2 cm này, giá 950k cho tấm này. Đó, đây bề mặt này của nó này, nguyên bản của nó là một cái nắp nắp đậy một cái lò nung nhá. Thế còn nó nung cái gì thì em cũng chịu, đây nó có cái gioăng cao su này các bác này. Đó, trên bề mặt này là nó bắt một cái tấm thép dày, nó khoảng độ 4 ly nữa nha các bác, bằng 3 con ốc này. Đó, để nó cách nhiệt ra cái tấm này. Đó, nó như như kiểu lò nung gốm hay cái gì ấy các bác. Đây em chưa vệ sinh nhé, vệ sinh đi thì nó sạch. Đó, đây cho các bác xem lại mặt trên của nó này. Đó, giá 950k một tấm inox này nha các bác, rất là xịn. Đó, hình cánh sao rất là đẹp này. Đó, ở đây bà xã em lại bê ra cái tấm này nữa này, cho các bác. Đó, kích thước em để đây. Đó, cái tấm này thì nhược điểm của nó đằng sau đây của nó này, thì xung quanh cái bề mặt thì chỗ này là người ta bị khấn xuống khoảng là một nửa nha các bác. Đó, nó khấn xuống như này này. Đó, hai mặt khoảng mất độ một nửa tấm. Đó, nó dày 6 ly thì người ta khấn xuống nó mất độ 2 ly rồi. Đó, giá 260k tấm này. Đó, quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít hàng phẩm nữa này. Đó, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái chỗ này là cái ít nguồn tổ ong nhé các bác. Trước khi giới thiệu nguồn tổ ong thì giới thiệu cho bác cái vòi tưới CNC này. Đó, xem qua hình thức một chút này, giá 200k cho cái vòi này nhé các bác, 200k một cái này. Bây giờ em đo kích thước và tổng chiều dài của nó nhé. Nó dài đến chắc duỗi thẳng hết cỡ, nó dài khoảng độ 30 phân. Em đo này là được 29 này. Đó, rồi duỗi thẳng hết cỡ thì được 30 phân. Cái vòi nó tưới kiểu này nhé các bác, vòi tưới lưu lượng lớn. Đó, ống này chắc ống 8 này, để em kẹp cho các bác cái. Đó, em đoán chuẩn ống 8 nha các bác, giá 200k. Hôm nay em có một cái thôi. Anh cũng chưa có biết. Đó, em giới thiệu bác con nguồn này. Đó, chắc nó phải 400W. Đó, em có một cái con nguồn này của Sonchonic này. Sonchonic này, Sonchonic. Con nguồn
Nó 24V 9,5A. Con này của Hàn Quốc nha các bác. Đó, nguồn này là nguồn của Hàn Quốc nhá. Đó. Made in Korea này các bác này. Đó, made in Korea. Giá em bán là 300.000 con này thôi nhá các bác. Hàng rất là đẹp. Hàng dính bụi bẩn thôi nhá các bác. Rất là đẹp. 300.000 con này. Đó, điện vào từ 100 cho đến 240V. Con thứ hai mới giới thiệu đến cho các bác là cái con này. 24V 14A này, 400K. Con này thì của Omron này, con này em có rất nhiều nha các bác. Các bác cứ thấy video nào em giới thiệu lý do là như thế nhá. Đó, không phải là có một cái mà em cứ bán mãi không được đâu nhá các bác. Sản xuất tại Trung Quốc à. Đó, nguồn thì là của Omron này. Omron là của Nhật nhá. Đó. Nó rất là mới nhá. Khi các bác nhận hàng nó còn mới hơn con này nhé. Tại vì con này em cứ để đây em view thôi. Đó, các bác đã nhận được hàng rồi thì khác biết. Nó sẽ mới hơn con này rất là nhiều. Bởi vì con này em để đây nó bẩn bẩn rồi. Cái con kia nó vẫn là trong túi bóng, nó đẹp hơn rất là nhiều. Còn tiếp theo này là cái con nguồn cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái con nguồn 12V 83,3A này. Giá 800K. Thì con này là nó công suất nó lên đến 1.000W nữa các bác. Rất là lớn. Sản xuất tại Đài Loan này. Của đến từ hãng Miwell này. Đó. Điện vào cũng từ 100 cho đến 240V này. Đó. 800K con này nhé các bác. Em bỏ ra đây. Để em view tiếp đồ cho các bác này. Tiếp theo em có mấy cái sợi dây này. Hàng tháo máy nhé các bác. Đó. Em có 5 sợi này. 1 này. 2 này. 3 này, 4, 5 này. Đó. Dây này đến từ cái thương hiệu Bosung này. Bosung này thì là của Hàn Quốc. Đó. 10A 250V, tức là nó tải được 2,5 kg cái dây này nhá. Bosung. Xem em xem có cái sợi nào nó khác không. Toàn bộ thế cả nha các bác. Bosung. Em có 5 sợi này. Đó, em định bán với giá là 100K 4 sợi, nhưng mà đây có 5 sợi em bán 120K 5 sợi này luôn nhá các bác. Đó, 120K 5 sợi, dây thì nó dài được khoảng độ hơn mét thôi. Để em đo cho các bác này. Đó. Em đo hòn gạch này nhà em nó 40 phân đây nhá các bác. Hòn gạch này nhà em 40 phân này. 1 này. 2 này, 3 này, 4 này, mét 6 nó đến đây rồi, thì chỗ này nữa chắc nó được 2 mét, suýt soát 2 mét nha các bác, gần 2 mét sợi này. Nó cũng có thể có sợi nó dài hơn một chút, ngắn hơn một chút, nhưng mà đó, giá em bán là 120K cho 5 sợi này. Đó, bán theo combo luôn. Dây là dây của Hàn Quốc nha các bác, rất là mềm và dẻo. Có 5 sợi, 120K. Tiến tới đằng kia này, thì em view cho các bác một ít những cái đồ ở trong này. Cái đồ này em để đây lâu rồi này, không có bác nào chốt này. Đó, hôm nay em sẽ giảm giá nhé. Đó, hôm nay em sẽ view con này em giảm giá này. Cái này nha các bác. Ôi giời, nó nặng lắm, nó nặng đến có khi phải hàng gần yến ấy các bác. Đây, bác xem qua nhé, bằng chất liệu bằng inox. Nó là cái vòi chia hơi hoặc chia nước đều được nhé các bác. Đó. Bóng lử. Đó. Em đo kích thước cho các bác này. Chiều này của nó này. Chiều này của nó là 35cm. 35cm. Chiều này của nó là vuông 10. Vuông 10 luôn nhá các bác. Em đo nhiều lần rồi, vuông 10. Đó, chiều này là 35, chiều này là vuông 10. Thì em sẽ kẹp cho các bác cái độ dày này. Độ dày ở bên ngoài này nhá, còn bên trong khả năng nó còn dày hơn đấy. Đó. Nó dày đến 2 ly 3 này. Cái đường kính của cái này. Đường kính của cái này nó là ống 76 này các bác.
76 luôn nhá. À, con này em của em có hai con hay là ba con á, hai hay ba con nó đầy đủ hút nối như này nhá các bác. Và bây giờ em sẽ báo luôn các bác tình trạng nhá. Như con bên này này, như con bên này sẽ phải bỏ hai con này, một là con này này nó bị vỡ cái này này, con này thì cũng bị vỡ này, là vị chi là còn 10 nhá, bởi vì đây nó tận 12 mắt nhá, à 12 cái đầu nối nhanh này. Đó, con bên này thì bỏ một này, bỏ hai, con này bị vỡ này, cũng là còn 10 nhá. Đó, cũng là còn 10. Thì em bán con này em đang để giá 700 này. Em đang để giá 700 thì hôm nay em giảm giá xuống còn giảm bao nhiêu nhỉ? Em bán hòa vốn nhá, em bán cho các bác giá là 550.000. Đó, 550.000 con này nhá các bác. Còn con này. Đó, con này thì nó đang giá 600 này. Đang giá 600 thì em giảm xuống còn con này nó không có cái gì đâu nhá. Khi các bác nhận là nó sẽ không được cái này đâu nhá. Cái này em tháo ở cái khác ra đó. Là toàn bộ 12 cái đòi chia như này thì con này em bán xuống còn 480.000. Đó, 480.000 con này nhá các bác. Đó. Cái gen này là gen 21 nhá các bác. Em kẹp cho các bác xem. Em kẹp cho các bác xem. Đó. Gen 21 luôn nhá các bác. Đó. Gen 21 là cái loại gen rất phổ thông, và bây giờ em sẽ cân cho các bác một con như này này để cho các bác biết giá trị của nó nhá. Đây. Nó nặng 7 cân liền luôn nhá các bác. Suýt soát 7 cân con này. Các bác mua 550.000 giá quá hời luôn. Đó. Giá nó kiểu như giá phế liệu. Đó, 550.000 con này. Con này là 480.000 này. Đó, các bác làm nhanh tay thì chắc là vô được con này. Con này em nghĩ chắc bay sang, bởi vì các bác cần cái này hơn. Này, riêng cái các bác cứ đi mua cái cút này nhé. Cái cút này, một cái cút này em nghĩ nó đáng mấy chục nghìn một cái cút này rồi. Riêng cái chỗ cút này nó đáng mấy trăm nghìn này. Nó mua mới thì cái này nó rất là đắt nhé các bác. Đồ thì đồ không phải đồ Việt Nam sản xuất, đồ nó rất là xịn, nó rất là đắt. Nhưng mà bây giờ bì thế thì nó cũng khó nhỉ các bác nhỉ. Bán đồ cũ mà. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác ít tay nắm tổ này. Đó, hàng thì em bán rất rẻ. 20k một con thôi nhá các bác. Em sẽ có hai loại, một cái loại nó màu bạc như này này các bác này. Đó, màu bạc bạc, mạ kiểu mạ chrome ấy các bác. Nó lau đi nó rất là bóng nhá các bác. Đây. Đó. Đó, và một cái loại màu mạ màu bạc này. Đó, bác nào lấy màu nào thì lấy nhá. Nó đến từ cái thương hiệu Bô Sung này. Cái Biung này. Nó có chữ Biung 183-2 này. Các bác cứ tra đúng cái mã đấy cho em nhá. Đó, Biung 183-2. Trên cái này người ta cũng ghi chữ Biung luôn này các bác. Đó. Biung luôn. Bây giờ em đo kích thước cho các bác. Giá em bán có 20k một cái thôi. Em đo kích thước cho các bác nhá. Chiều này này thì là 11 cm. Chiều này là 5 cm này. Thế còn cái độ dày để các bác làm âm thì các bác cứ em đo cho các bác cái này, thì khi các bác làm âm thì nó là nó âm cái này nhá. Đó, âm cái này xuống này. Đó, âm cái này xuống là âm này là âm 1/2, âm 1/2 này. Đó, âm 1/2. Đó, cái này các bác có thể là thí dụ như các bác muốn giấu đi ấy, thì thế còn những cái loại mà như tủ, một số loại tủ như tủ tôn, tủ tiếc thì nó bắt buộc nó phải hở nhá các bác. Đó. Chả có cái tôn nào dày 1/2 nó thành thép đặc rồi. Đó. Giá 20k một cái thôi. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít những cái vòng bi này. Những cái gối bi này nhá. Cốt này là cốt 25 này. Đó, cốt 25. Em vẫn bán là 45k một con này. 45k một con. Bác nào mua 4 con thì giá còn 150k nhá. Đó. Tinh chỉnh này, size 4 cm này giá 100k một con này. Đó, bác nào mua nhiều tí thì em bớt cho nhá. Thì cứ điện trực tiếp thôi. Mua lẻ một con, hai con thì là
100k một con này, hàng rất là đẹp nha các bác. Size này là size 4cm này, bác nào mua nhiều cứ điện cho em nhé. Đó, và sẽ em sẽ chốt cho cái giá rất là tốt. Đó, loại này này, loại này 150k một con này, hàng tinh chỉnh XY nhé các bác. Đó, con này thì nó lại chỉnh bằng bằng vít me kiểu như này nha các bác. Đó, size 6cm, hai mặt nó đều có thước chia độ này. Hành trình của nó sang bên này được 2cm, sang bên này được 2cm nữa là 4 nhá. Con này cũng thế này. Đó, chỉnh XY xoáy như này nha các bác. Đó, con này thì nó không trôi được, nó xoáy đến đâu là nó chết đến đấy. Các bác muốn chắc nữa thì các bác siết cái con ốc hãm này vào. Đó, đó, rất là hay nha các bác. Giá 150k một con XY này, size 6cm nhé. Con này ngày xưa lúc nó đắt hàng, con này nó phải 300-400 nha các bác, bây giờ nó rẻ. Con này 200k này, cũng size 6 phân XY này. Đó, con này chỉnh bằng ban me này. Đó, con này nó chỉnh bằng ban me, nhiều bác thích hơn. Đó, ban me thì nó có cái thước ở đây này, các bác chỉnh nó độ chính xác cao hơn nhé. Con này em có một con duy nhất này. Đó, 120k, con này size 5cm này. Con nào hôm nay em lấy 100k. Quay sang bên này thì có một ít ke góc nhôm này. Giá vẫn 100k một cân này. 100k một cân này. Đó, này là size 3,5cm nhé các bác, 3,5 x 4, đó 3,3 thôi, nhân 4 nha các bác, nhân 4cm này. Đó, 100k một cân. Còn mấy con motor giảm tốc này, đó, con này nó bị bung nắp rồi nhưng không việc gì đâu nha các bác, tại vì mình chạy điện trực tiếp nhé chứ không phải là chạy qua điều tốc. Đó, 24V nha các bác. Đó, em có hai con này, giá là 120k một con. Một ít SSR đến từ Panasonic này. Đó, các bác xem kỹ thông số một chút này, các bác có thể chụp hình lại này. 15A 250V. Đó, 15A thì nó tương đương với khoảng độ hơn 3000W rồi. Đó, SSR nha các bác, hàng của Panasonic sản xuất tại Nhật Bản luôn này, Make in Japan này, chỗ tay em chỉ này. Đó, 40k một con. Quay sang bên này, em còn ít này. Đó, 100k 3 con. Khớp nối nhanh, khớp nối này. Đó, em kẹp thông số của nó nhé. Lỗ này là 10 ly này, 9,68 này. Lỗ này là 4 này, 4,8 này. Có nghĩa là các bác có thể kẹp được từ 4 nhé, cho 4 cho đến 10. Đó, một đầu 4, một đầu 10. Giá em bán là 100k 3 con. Quay sang bên này, cái rổ này nó rất nhiều đồ linh tinh nên em phải giới thiệu kỹ một chút nhé. Đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác cái con này. Đó, con này em vẫn còn mấy con này, hôm nọ em bán được một ít thôi, này vẫn còn này. Một con van điện tử đến từ Nhật Bản luôn, và đến từ đúng đất nước sản xuất ra nó, sinh ra nó luôn này, SMC, sản xuất tại Nhật Bản luôn nhé. Cái này thì nó sẽ có những cái dòng sản xuất tại Hàn Quốc, có dòng sản xuất tại Trung Quốc, ở Trung Quốc là nhiều nhất. Đó, giá em bán con này có 80k thôi, rất là rẻ. Đó, hàng này là hàng em mua máy về em phá, đâm ra là nó rất là rẻ nhá, chứ còn đi mua chỗ khác, đi mua ở bãi là không mua được, không bán được cái giá này đâu. Đó, tại vì cái con này nhá, tại sao nó đắt tiền này, bãi người ta sẽ hô rất ghê, bởi vì riêng hai cái cút nối này này, các bác nhìn hai cái cút nối này của nó đáng tiền. Đó, rất đáng tiền nhé các bác. Đó, giá con này em bán 80k một con, em có đâu, hình như còn có 3 con nữa là hết nhé các bác, còn có 3 con thôi, 80k một con.
những cái con này, cái này em có độc một cái này, hôm nay em bán 50k một cặp này, hôm nay còn một cái này, bác nào có lấy kèm thì lấy nhá, 25k này. Còn công tắc này, một cái công tắc này nhưng mà nó có hai cái cầu chì này, rất là xịn. Đó. Em có một cái thôi. Cái đồng hồ đo thời gian này. Đó, đồng hồ này nhá, các bác dùng thì các bác cứ đấu điện vào đây cho em này. 220V là nó đếm này. Nó đếm theo từng tiếng một nhá các bác. Chỗ này là tính giờ này, 0 giờ 0,1, chỗ này là 0,1 nhá. Ví dụ 6 phút là nó ghi là 0,1 này. Nó nhảy lên một phát này. Nó bên này là đây, nó hiện tại nó đang đo được 19 giờ rồi nhá các bác. Đấy, các bác ví dụ như cái này nó rất hay xuất hiện ở những cái gì nhỉ, cái máy phát điện nội địa Nhật đó, là nó rất hay có cái này. Nó cứ nổ máy lên phát điện là nó bắt đầu nó chạy nha các bác. Đó, đo chính xác. Cái này thì nó lại có một cái dở cái là không reset được về không được đó. Đây, đây nó có cái công tắc gạt này, 50Hz, 60Hz này, điện sang 50Hz của 60Hz. Cái này đo 60Hz gạt sang bên này, cái này đo 50Hz gạt sang bên này. Đó. Nhưng mà mình thì cứ để bên này nhá, Việt Nam mình là điện 50Hz. Cái này nó đến từ cái thương hiệu Panasonic nhá, rất là xịn nha các bác. Panasonic và sản xuất tại Nhật Bản luôn nha các bác. Em cho kiếm con nào nó rõ rõ một chút này. Em bật cam lên cho các bác nhìn này, đó. Đó, sản xuất tại Nhật luôn nhá, Made in Japan này. Made in Japan ở chỗ này này các bác này. Đó, điện áp hai con này nó cái tiêu thụ 1,5W thôi, nó không đáng kể gì nhá các bác. Cái con này thì nó bẩn này. Về bóc cái này ra cái là nó đẹp này, đó. Nó có một cái là nó là đồng hồ cũ rồi. Thế là các bác phải trừ cái thông số này của nó đi này. Đó. Cái này nó tháo ra bằng cách như thế này nha các bác, rất là hay. Đâu em lấy con này. Đó, các bác bẩy lên như này, rút bỏ cái này ra được. Đó, rút bỏ cái này ra được nha các bác. Đó, rút bỏ cái này ra. Bỏ cái, các bác không muốn cái tai này thì các bác bỏ đi nhá. Đây nó bị chóc sơn rồi này. Đó. Các bác ấn lên và các bác sập nó lại như này. Giá em bán 40k một con này. À 50k một con nha các bác. Và cái van này em có một ít van điều áp này, kiềm van điều áp, kiềm khóa hơi luôn nhé các bác. Các bác mua cái này thì các bác gọi cho em là anh mua cái van điều áp nhé. Đây nó có thông số của nó đây này các bác này. Đó, con này nó chịu áp tối đa là 20 kg nhé các bác. Đó, nhiệt độ có thể lên đến 66 độ C nhé, chịu được cái nhiệt độ rất là cao. Đó, xoáy. Đó. Đó. Cút kiếc vẫn còn này. Đó. Nó đến từ cái thương hiệu Parker này. Đó, em bán 50k một con này nhé, em có 4 con. Còn những cái con này này, nó cũng là dạng là van điện tử này. Đó. Cũng là van điện tử nhé. Con này thì em bán 40k thì chả bác nào mua cả. Đấy, nó hình thức nó như này này các bác này. Đây này, em cho các bác xem nhé. Nó cũng điện áp 24V này. Đó. Đó, hình thức thì nó như thế này. Em bán 40k, không bác nào mua thì hôm nay em bán có 20k thôi. À 100k 4 cái. Đây. 4 cái này là 100k nha các bác. Hàng thì em bao các bác là test là điện vẫn nhảy thành tạch luôn nha các bác. Hàng sống nha các bác. Đó 100k 4 con như thế này nhá. Bán nhanh cho nó đi này. Em có đâu hình như là có được 8 con sao đó. Ủa đây có được 7 thôi, chết không vậy. Thôi em cứ bán theo combo 400k 4 con. Bác nào lấy 3 con thì là 75k. Đó. Rất là rẻ nha các bác. Quay sang bên này thì em test cho các bác một ít cái con quạt sò này. Đó, hôm nay em về được cái quạt sò này nhá các bác.
Tiện thể đây thì cho em test luôn cái bàn xoay. Cái con quạt sò này là nó chạy điện 24V này. Nguyên bản của nó là như thế này nha các bác. Nó có cái tấm nhôm, có một cái miếng nhôm này nhá. Đấy, có cái con này thì em tháo ra để cho các bác xem này. Sau đó em lại lắp lại nhé. Đây, quạt của nó đây. DC Blower. Đó. Điện 24V. Quạt này của Đài Loan nhé các bác. Sản xuất tại Đài Loan luôn, Made in Taiwan nhé. Rất là xịn. Quạt của Đài Loan thì các bác khỏi bàn nhé. Đó. Miệng này của nó là hơn 3 phân này. Miệng này của nó là 5,5cm này. Đó, cái chỗ rộng nhất này là 9 này, chỗ này là 9cm này. Cái chỗ hẹp nhất chắc là chỗ này nó lên 8,5 này. Đó. Nếu mà rộng nhất thì phải đo chỗ này, nó lên 11 nha các bác. Đó. Dày thì trên 3cm một chút này, 3cm. Giá em bán là 150k một con nhé. Em có đâu 7-8 con này. 8 con hay 10 con, bây giờ em cấp điện cho nó này. Đây là điện 24V nha em này. Đó, được một đầu rồi. Chạy rồi nha các bác. Đó, chạy rồi. Đây nè, chạy rất là êm nhá. Bây giờ để em thử cái mic cho các bác này. Đó. Em để đây là không nghe tiếng gì đâu nhá. Không nghe tiếng quạt này nhỏ như đây. Em không có cái chỗ nào có con ốc con ác nào đây. Đây rồi, em để ra đây cho các bác xem nhé. Ví dụ đây có mấy con ốc này. Đó, mấy con ốc nhá, ốc lục giác hẳn hoi nha các bác. Đó, đây là cái miếng nhựa lông keo ra này. Em cho xuống thổi này. Đó, ốc nó còn bay nha các bác. Con này nó nặng quá nó không bay được nha. Con này bay bỏ mẹ này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Con ốc tròn này bay vào mẹ. Mạnh phết các bác. Đó. Đấy. Đó, quạt sò nhá các bác. Hàng sản xuất tại Đài Loan. Tháo ra mới biết là nó Đài Loan nhá. Nguyên bản. Khi em gửi hàng cho các bác là nó như này nhá các bác. Đó. Em gửi hàng cho bác như này. Quạt này thì nó siêu bền này, bởi vì nó là cánh nhựa nha các bác. Vỏ này cũng bằng nhựa này. Bé xíu thôi nhưng mà các bác nhìn nó rất là dày dặn nhá. Họ làm rất là dày dặn. Đó. Giá là 50k một con thôi nha các bác. Tiếp theo quay sang bên này thì tiện thể nam châm đây, à, điện 24V đây thì em test cho các bác cái con này. Em test cho các bác cái con mâm xoay này nha các bác. Con mâm xoay này là hiện tại em đang có hai loại, một cái loại nó như thế này, nguyên cả đế như thế này nha các bác. Đó. Đó. Nguyên cả đế như này, con này thì nguyên cả đế như này. Đó. Con này em bán 600k mà cái con kia bán 600k. Cái lý do sau này em giới thiệu cho các bác lý do con này em bán 600k. Em đo kích thước cho các bác này. Em đo cái đế trước nhá. Cái đế này của nó một chiều này là 19,5, một chiều này là 17. Đó. Tổng chiều cao của nó từ đáy lên đến mặt này là 19 cm. Đó. Cái mặt trên này của nó này, mặt trên này của nó là 16 nhân với 16 vuông luôn. Đó. Cái con này em bán 600k lý do là nó cụt đến dây này, không nối được. Đó. Em bán cho các bác. Giá 600k. Đây này, các bác xem thương hiệu của nó này. Đó, nó nguyên bản con này nó là vừa là mâm xoay nhưng mà nó là bàn từ luôn nhá các bác. Đây, em cho các bác xem con này này. Cái nửa trên này của nó là nam châm trắng này. Đó, một loạt nam châm trắng xếp lên nửa trên này. Đó. Mà bên dưới này là nam châm điện, nửa mâm dưới là nam châm điện nhá. Đó. Bây giờ như này này, nó đang quay bình thường này. Bây giờ em sẽ cấp điện cho nó, điện 24V luôn nha các bác. Đó, đây này, các bác nhìn em cấp điện này. Đó.
Đó. Thì cấp điện này vào là nó hút là nó cứng nhá. Đó, cứng này, em nhả tay ra này. Đó, lại quay bình thường này, em cấp điện vào này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Khi mà cái viên nam châm này với lại cái kia nó đang lệch nhau thì nó sẽ kéo về đúng cái vị trí của nó. Đó. Đây là em kẹp hẳn vào thì nó cứng ngắc như này nha các bác. Nó lay nó không chuyển nữa. Nó có chuyển đi một tí mà lay cố tình lay thì nó vẫn chuyển nha các bác. Nhưng mà nó rất là nặng. Đó. 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 Nó kiểu giật giật như thế nhá, nó đúng vào viên của nó, đúng đúng cái từ trường của nó. Đó. Bỏ ra thì nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, bỏ ra này, nó như quay rất là nhẹ nhàng, trơn tru quá. Để cái này xuống đây nó sẽ hít nhá các bác, để hai miếng này vào nhau nó hít luôn. Đây này, em cho các bác xem nha. Đó, đây là sắt nha các bác. Sắt nè. Đó, thấy chưa? Nam châm từ nhé các bác. Nam châm vĩnh cửu, nửa trên này của nó là nam châm vĩnh cửu. Đó. Nửa dưới của nó là nam châm điện. Con này em cũng bán 600k này. Lý do con này em bán 600k là con này nó đấu được điện nha các bác. Con kia nó cắt dây kia, các bác mà về mà bác nào giỏi đấu được thì bởi vì nó cắt đứt như này em nghĩ là hy vọng là hơi khó nhé. Bác nào khéo tay lắm thì tách nó ra hàn 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 nối dài ra được ấy, thì dùng được. Đó, lý do con này em bán 600k là lý do thế nhé. Đó. Xong cái vụ này nhá, vụ vụ bàn bàn xoay từ này. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác ha, một ít dây trượt này. Dây trượt tủ này. Đó. Dây trượt tủ nha các bác, 130k một cặp này. Em đo kích thước cho các bác nhé. Trước khi em đo kích thước cho các bác xem giá trước này. Đó, bây giờ em sẽ đo hành trình của nó này. Đây nhá, hành trình của nó là được 43 cm này các bác, 43 cm. Đó. Và tổng chiều dài của nó khi nó thu lại này thì là 60,5 cm này. 60,5 cm. Bản này của nó thì là bản 3,5 cm thì phải, 3,5 cm dày 1 cm nhé. Tại vì vẫn phải đo độ dày cho các bác để các bác tính chừa khe. Đó, dày 9,7 này, 9,7 ly. Giá 130k một cặp nhé, hai thanh như này. Đó, 130k một cặp hai thanh như này nha các bác. Đó. Cái này em còn vẫn còn rất nhiều nhé, em vứt ra đây có hai miếng rồi. Đó. 5k một miếng nha các bác, rất là nhiều. Em có rất nhiều, bây giờ em đo kích thước cho các bác này. Su nha các bác. Kích thước một chiều này là 22, một chiều này là 12. Đó, cái này cao su tây nhá các bác. Đây này. Không rách được đâu nha các bác. Nó cực dai luôn. Của bọn Tây đấy, Hàn Quốc. Áo máy Samsung Hàn Quốc nhá. Đó. Một mặt này là phẳng, đây là người ta bóc ra người ta ném xuống cái chỗ đường này, nó bẩn, nó dính bẩn này. Đó. 5k một tấm nhá, rất là dai. Quay sang bên này thì em có một ít nữa. Hôm nay em sẽ giảm giá cái này nè. Bác nào thích thì ủng hộ em nhé. Con encoder này. Đó, con encoder này. Sản xuất tại Nhật Bản luôn nè. Đến từ cái thương hiệu Nemicon này. Các bác chụp mà xem thông số của nó giúp em nhé. Các bác cái trà mã này nó bán toàn tiền tiền mấy triệu mấy triệu. Đó, các bác cái chủ mã này nó tra toàn mấy triệu nhé. Mà hôm nay em để giá là 250k thì không ai mua. Đó, hôm nay em giảm giá nhé, em bán tháo vốn nhé các bác nhé, bác nào nhanh thì được đấy. Em bán 150k một con, tháo vốn nha các bác, tháo lỗ vốn luôn. Em có mấy con thôi thì, tại vì cái con này em cứ mua liều á, nhìn nó đẹp quá, hàng của Nhật Bản á các bác.
Đó, em có 4 con hay 5 con gì đó nhé, em bán 150k một con. Đó, nên em bán tháo lỗ vốn này, 4 con này. Nhưng vẫn còn đâu á. Đó. Đó, 150k một con nhá, hôm nay em tháo hàng nhá. Đó. Con nào nhanh tay thì được. Đó, và một ít cảm biến này, hôm nay em cũng tháo này. Đó, em cho các bác xem cái con cảm biến này nhá. Đó, hàng nó đầy đủ rắc như này này. Đấy, hàng còn nguyên rắc như này nhá các bác. Thì em bán 100k, trước là bán bao nhiêu nhỉ? Để em xem giá xem này. Hàng đầy đủ rắc. Hàng đầy đủ rắc hình như là bán 150k này. Hàng đầy đủ rắc như này nha các bác. Thì em đang bán là 150k này. Thì hôm nay em bán 100k đi. 100k con này đi. Đó. Cũng bị lỗ sấp mặt về cái món này nha các bác. Không phải dân chuyên ngành cứ mua về bán liều. Đó. Em bán 100k một con này, hàng đầy đủ rắc này. Thế còn cái hàng không có rắc này, cái hàng nó bị cắt đứt rắc này nha các bác. Đây có những cái con nó bị cắt đứt như này này. Đây cắt đứt như này thì em bán 50k thôi. Đó, cắt đứt như này 50k một con. Con nào lấy đằng nào lấy nhá. Đó, xong cái vụ cảm biến này nha các bác. Cái này thì em không biết gì về nó đâu nhá, em cứ bán liều thôi. Thì bãi thấy đồng nghiệp nhặt em cũng nhặt. Đó, tranh nhau với họ về bán thử. Tại vì em cứ nghĩ là mua bán lời vài ba chục nghìn một con là được. Tại vì mua theo giá của họ chuyên mua. Cuối cùng là bị lỗ sấp mặt các bác. Buôn bán thì cũng phải chấp nhận thôi. Một ít nhựa này các bác này. Cao su non nhá. Em xin lỗi, cái này nó gọi là cao su non nhá. Rất là dai nhá các bác. Em cầm một miếng này em vặn này. Để cho các bác xem là nó dai, dẻo dẻo dai đến mức độ nào. Rồi. Đấy. Vặn như này là vòng rưỡi hai vòng. Thả tay ra cái nó bật về vị trí cũ luôn các bác. Đồ đàn hồi cực tốt nhá. Đó. Cái hàng này nó đến từ Hàn Quốc nhá các bác. Rất là ngon. Giá em bán 20k một miếng này. Kích thước này là 14 này. Nhân với 6 này. Cao 3,5 này. À 3,3 thôi. 20k. Còn cái loại trắng này thì bề ngang nó lớn hơn này. Kích thước là 15,5 này. Bề ngang 7 này, nhưng cái này thì nó thấp hơn nhá, nó phẳng. Cao 3 cm. Cũng giá 20k. Đó. Và hôm nay bác nào cần cái này em giảm giá xuống cho các bác này. Đó, một cái túi này bình thường em đang bán 100k nhé, sẽ có 22 miếng này. Hôm nay em giảm giá xuống còn 80k một túi nhé các bác. Đó, miếng của nó đây. Đây, miếng của nó đây. Kích thước em đo đây rồi. Em bán 80k một túi nhé. Đó, 80k một túi này. Bán nhanh nha các bác. Thế còn cái loại này thì em còn giảm sâu hơn này. Loại này bán thế nào nhỉ? Cái này này. Cái này em cũng bán 40k một chục này. Đâu nhỉ cái bó của nó đâu? Đây đây cái bó nó này. 40k một chục nhá các bác. Thì nó sẽ có hai loại như này. Cái loại hiện tại tay em đang bó là cái loại này. Đó. Tay em đang bó là loại này. Và cái loại này cũng thế này. Em cũng bán là 40k một chục này. Vẫn giá cũ này, em đo hai loại cho các bác nhé. 13 cm này, rộng 2 cm này. Đó, bây giờ đo độ dày. Cái này nó là nhựa PU nhá các bác. Đó, độ dày của nó là 7 ly này. Cái chỗ này là 16 ly này. Đó. Thế còn cái miếng này. Cái miếng này thì là 10,5 cm này.
rộng 2,2,7 này, 2,7 này, dày này 6 ly này. Đó, chỗ này thì nó dày khoảng ly rưỡi đi cho chẵn. Đó, mà hôm đang bạn em đang bán 40k nhé, 40k một chục, hôm nay em bán 25k một chục nhé các bác, xả kho 25k một chục nhé. Đó, cả hai loại này nhé các bác đều 25k một chục. Em cho các bác xem mẫu em vừa mới đo rồi đó. Đâu nhỉ? Đây, hai mẫu này nhá các bác. 25k một chục em vừa đo. Đó. Cái này thì xuống 80k một túi này. 80k mà các bác chia cho 22 cái đi thì nó cũng ra có ba mấy k thôi. Đó. Thì ra 32k là cùng thôi. Quay sang bên này em giới thiệu cho các bác cái cặp dây này này, một ít dây nhá, cái cặp dây này này em bán 1,3 triệu này đó. Cái lý do là em giảm giá cho các bác xuống còn 1,2 triệu nhờ, 1,2 triệu à, hôm nay em giảm xuống còn 1,1 triệu đi. Nó có cái ba con ốc này nó bị gãy này đó, em mua nhầm nhá, người ta bắn người ta gãy, người ta giấu em, người ta không bảo về các bác khoan nó ra. Nó công các bác 200.000 đó, dây đây đấy. Hàng thì rất là ngon nhé, em bảo người ta tháo nhưng mà người ta tháo em không để ý, người ta làm gãy ốc đó, mất một con này bị gãy ốc này. Kích thước thì em để đây dài 2,02 m nhé, dài 20. Cặp này nó nặng này đến 10 mấy cân nhỉ, 15 cân sao á, cặp này nó nặng 15 cân nhé các bác. Cái dây bản nó cao như này không, đó bản nó cao này, nó rất là nặng nhé các bác. Loại này thì siêu chịu tải rồi đó, siêu chịu tải nhé các bác, rất là đẹp đó, các bác nhìn nó sáng choang. Tiếp theo là những cái cặp dây này này, đến từ Đài Loan này. Đó, đến từ Đài Loan nhé. Cặp này thì giá 400k này. Đó. Em có một cặp thôi. Cặp này này, giá 320k này. Cũng dây của Đài Loan nhé các bác. Đó. Dây này của Đài Loan nhé các bác. Đây, giá 320k. Cái này thì em có hai cặp này, cũng của Đài Loan này, dây đen này giá 420k, bản cao nhé các bác. Đâu có cái chữ Đài Loan ở cái nào nhỉ, đây Make in Taiwan này, này các bác này. Đó, đó Make in Taiwan này, chỗ tay em chỉ này, nhìn nó hơi khó nhé. Đó, ba trăm hai mươi k đây. Hôm nay em lại giới thiệu cho các bác cái lọc khí này. Hôm nay em sẽ lấy cái mới ra nhé. Tại cái kia là cái hôm nọ em bẩy ra là nó bị bẩn tay nhé. Đó. Đâu nhỉ, em lấy một cái mới hơn xem nào. Em chưa sờ tay vào xem nó như thế nào. Đây. Em lấy con này. Đó, con này con lọc khí nhé. Để bẩy ra cho các bác xem luôn, để xem nó vào đường nào, ra đường nào luôn nhé. Nó hôm nay em rút kinh nghiệm em cầm thế này. Đó. Hàng dùng rồi nhé các bác. Đó. Lọc khí này thì là đi vào đường này nhé phát các bác. Đó, đi vào đường này. Đây đường này nó lỗ vào đây này. Đó. Sau đó thì nó qua cái lọc này. Qua cái lọc này. Đó, bụi nó sẽ chắn lại ở bên ngoài này, bụi sẽ chắn lại ở bên ngoài này và chui vào trong này và thoát lên đây, thoát lên đây, thoát ra đằng này. Đó, nó cái quy trình nó đi là như thế nhé các bác. Cả một cái đế nhôm này, cái này các bác mua về lắp vào những cái máy, lắp vào đầu vào những cái máy nén khí nhà các bác nhé. Đó, những cái máy nén khí cấp hơi đó, lắp vào đầu vào nhé.
Cái đầu ra các bác lắp cho em cái lọc, nước ấy, cái lọc tách nước ấy đó, rất là ngon. Con này em bán con 50k thôi nha các bác, nên em giảm giá còn có 50k con này thôi. Em đo cái trước bao ngoài với cái nhôm ở trước này, chiều này thì là 11,5 này, chiều này thì là 13 này đó. Độ dày của cái đế nhôm này là 3 cm này. Thế còn cái bầu này, thì nó cao 8 cm này, đường kính của nó cũng 8 cm này. Những cái lọc này nó rất là dễ mua nha các bác. Đó, giá em bán có 50k một con thôi. Nó các bác mua được cái cút nối này nó mất 15-20 nghìn này. Đọc cái cút nối này mất 15-20 nghìn nha các bác. Còn nhôm này, nó em bán nó 50k một con thôi. Bán rất là rẻ nhá, 50k một con. Không có đâu 6-7 con gì đó. Đó. Đó, 50k một con nhé các bác. Tiếp theo quay sang bên này thì em còn một ít dây này này. Đó. Em bóc một cái rồi ra đây này. Em bán 100k một cặp nhé. Dây mới, cứng nhé các bác. Đó, dây mới cứng nhé. Kích thước em đo cho các bác này. Đó, nó dài 15 cm này. Dây này dây bản phân rưỡi nhé các bác. Bản phân rưỡi, dài 15 cm. Nó dây mới cứng, em bán với giá là 100k một cặp thôi nhé các bác. 100k một cặp như này. Đó, hai cái này. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác. Hôm nay em có cái món này nó hơi độc độc một chút này. Đó. Đây nhá, em để lên đây. Em có một rổ này. Hôm nay em đây được một rổ này. Đó. Đầu tiên cho các bác xem giá. 50k một con này nha các bác. Đó. Đây. Nó đến từ Nhật Bản này các bác. Đó. Nó có chữ Nhật luôn này. Cái chữ này là chữ gì thì em không biết. Để các bác check đi. Đó. Con này nó là bi cầu nha các bác. Đó. Bi cầu. Đó. Bánh xe bi cầu nhá. Nó có thể xoay được 360 độ như này. Và các bác khi em xoay này nhá, các bác nghe tiếng nó lạch cạch ở bên trong không? Bên trong này nó còn một lượt bi nữa nhá, một lượt bi nhỏ nữa này. Các bác nhìn thế này các bác sẽ biết là nó sẽ còn một lượt bi nhỏ nữa nhá các bác. Các bác đừng nghĩ là cái này nó sẽ chạm lên lên đỉnh này nhá. Nó còn một lượt bi nữa nó bao ở đây. Đó, bây giờ em không dám cậy ra nhá, cậy ra nó rất là phí. Đó, em lắc cho các bác xem nhá. Bây giờ em sẽ để camera để mic ở đây em lắc cho các bác. Đó, nó thấy chưa? Đó. Bên trong này nó còn một lượt bi nữa nhé, một lượt bi nhỏ nữa để nó tránh cái con viên bi lớn này tiếp xúc vào cái mặt này. Đó. Chạy 360 độ này rất là trơn nhé các bác. Đấy. Đó. Rất là ngon. Em bán 50k một viên này nhé các bác. Đây em xoay như này cho các bác xem này, nó chạy rất là bon này, nhưng mà các bác nhìn kỹ thì mới thấy nó chạy nhé. Đó, các bác thấy chưa? Đó. Đó, đó, hàng đến từ Nhật nha các bác. Bây giờ em đo kích thước một chút này. Con này đường kính của nó này, đường kính của nó là 5,5 cm này, 5,5 cm. Cái độ dày của cái này độ cao nhất nhé, em đo chỗ cái này cao nhất là nó cao 2,95 này, là được cao 3 cm nha các bác, cứ tính 3 cm đi. Đó, cao 3 cm. Cái viên bi này thì em cứ đo áng áng thôi nhá. Đo như này thì cái viên bi này nó kích cỡ nó vào khoảng độ 2,4 cm này. Đó, 2,36 này. Đó, đo kích thước đo tương đối thế thôi nha các bác. Em bán 50k một viên. Đó, cái này nó gọi là bánh xe bi cầu nhá. Đó, bánh xe bi cầu rất là hay. 50k một viên này. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái bánh xe này. Đó, hàng em chưa cả vệ sinh này, các bác nhìn thấy nó bẩn không? Đó. Đó. Bài hàng cũ thôi nha các bác. Con này nó bị cái dây gai nó lọt vào đây rồi. Em lấy con nào nó không có dây gai nè. Cho các bác xem này. Đó. Bánh này vẫn còn mạng nhện bám vẫn đầy này. Đó. Nó có khóa luôn nha các bác, khi các bác ấn này xuống này nó khóa chết luôn này. Đó,
vào cửa của nó cái là nó chết luôn. Đó, các bác nhìn thấy cái càng khóa của nó bên trong này chưa? Em ấn cho nó chạy này. Đó. Đó. Đó, nó nhảy vào đó. Mở ra này. Hai cái bánh bên này nó quay độc lập với nhau nhá. Đó. Đó. Bát này, bây giờ em đo luôn kích thước cho các bác nhá. Cái bát này của nó là cái bát để bát này nó rộng 3,9 cm này. Đường kính của cái bánh này. Đo chỗ nào nhỉ? Đo chỗ nào mà kẹp được? Đây chỗ này. Tôi cứ kẹp thế này đi. Cái này là nó chưa chính xác đâu nhá. Nó rộng khoảng độ 4,6 cm này. Chiều này này. Chiều này là nó rộng 4,5 mà. Đó. Cái này xoay được nhá. Cái này nó xoay 360 độ thế này. Cái này các bác lắp tải nhẹ nhẹ thôi nhá. Em nghĩ là bốn bánh này các bác cho nó tải khoảng độ 1 tạ là không vấn đề gì. Đó, em bán 100k 4 cái này. Nó bán theo combo 100k 4 cái nào cũng có phanh nhá các bác. Cái nào cũng có phanh. Đó, các bác lắp những cái tủ hàng, những cái kệ gì đó nhỏ 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 muốn đẩy đi đẩy lại này, cần độ êm ái, cần độ mà nó tải nó nhẹ nhẹ khoảng độ 1 tạ này. Em nghĩ cái này nó tải được 1 tạ là không vấn đề gì nhá. Rất là cứng cáp, nhựa rất là dày dặn. Đồ cũ rồi này, những cái nắp úp của nó không có dấu hiệu gì han gì đâu nha các bác. Đồ rất là chất lượng. Tuy rằng nó không có cái thương hiệu gì ghi ở đâu cả, nhưng mà các bác nhìn những cái bát sắt này của nó này, nó vẫn sáng như thế này nha các bác. Đó, em bán 100k 4 cái. Đó, một bộ này là 4 cái này. Kích thước em đo rồi. 100k 4 cái. Tiếp theo quay sang vào bên trong này, em tiến vào bên trong này một chút này. Em giới thiệu cho các bác một ít đồ bên trong này. Đó, giới thiệu từ trong này dở ra nhé. Con lùa khung nhôm này em vẫn còn này. Ốc lục giác hôm nay chỉ còn loại to nhé. Loại bé em hết rồi, em trở về kịp. Đó, loại to này thì nó từ 8 giờ lên này. Thi thoảng có con 6 còn sót lại nhé. Và đây chủ yếu là ốc 8 nhé. Ốc 8 chiếm đến 90% từ chỗ này. Đó, ốc 8 này. 80k một cân. Đó. Cái lục giác này 120k một cân này, toàn hàng hiệu ấy nhá. Cái nào không hiệu thì em sẽ bỏ. Đó, như con này này, nó đến từ thương hiệu UIC của Nhật Bản này. Đó, con này thì đến từ A luôn nhá, nhìn cái biết ngay là của A. Đâu con này lại em đoán mò nhưng bị nhầm, con này đến từ thương hiệu Tone này. Đó, Tone nó còn hơn cả A á. Tone Japan luôn này. Đó. Bắt nét hơi kém. Sao lại không bắt nét được nhỉ? Đó, con này đến từ Tone nhá, nên nó bắt nét kém quá. Top này. Top Jack Money này. Đó. Để xa thì nó bắt được, để gần nó không bắt được nhá các bác. Con này thì đến từ A rồi này. Đó, A này. Nhìn nó hơi khó nhìn nhá, đó, A nhá các bác. 120k một cân. Quay sang bên này là những cái ke góc này. Giá 25k này. Hôm nay em không đo kích thước nữa. Đó. Quay sang bên này thì có những cái chân thép này. Đó, hôm nay em giới thiệu cho các bác một ít cái chân thép này. Nhưng mà không cầm một nét ở đây, nhưng mà không view được. Nhưng mà giới thiệu thôi, qua qua thôi nha các bác. Hay là con này vẫn xoáy được nhỉ? Đâu? Con xoáy được bán rồi các bác ạ. Mấy con nào? Đây toàn con mới nhé. Con nào xoáy được không? Các bác đợi em chút, em lấy con mỏ led nhé. Đây rồi, em lấy được con mỏ led rồi. Em xoáy ra cho các bác xem này. Ôi giời, nó chắc lắm các bác. Không xoáy được. Em xem con nào khác vậy. Xem con nào xoáy được, xoáy nhá. Cái này phải hai cái mỏ led mới xoáy được. Ôi giời, phải hai cái mỏ led cơ các bác. Trên này là con bi xoay này. Đó. Con này trên này con bi xoay nhá các bác. Nó xoay được như này nhá các bác. Đó. Cái này em giới thiệu nhiều rồi nhá. Giá em bán là 140k một cây này.
Nên bác nào mua 4 cây thì em lấy 400k 4 cây nhé. Đó, rất là xịn. Nó có cái con lò xo này, nhún nhún nhảy được nhé. Nhún nhảy xuống như này, nhưng mà bây giờ cái lò xo này tay em không thể ấn nổi nhé. Em đo kích thước nhanh cho các bác nhé. Con này kích thước của nó là 7 cm này. Bề dày cái này là 3,3 cm này. Bề ngang này là 4,5 cm này. Đó. Tổng chiều cao của nó nhé. Tổng chiều cao của nó là 29 cm này các bác, 29 cm. Đáy này của nó là 8 cm này, đáy 8 cm. Đó, đáy này 8 cm. Thế còn cái trụ này của nó này. Trụ này của nó là trụ 35 mà. Đó, trụ 35 nhá, sắt đặc luôn. Thép trắng, thép đặc. Giá là em bán mua 1 cây là 140k, mua 4 cây thì là 400k nhá các bác. Tiếp tục đến bánh xe này. Hàng siêu chịu tải 2 tầng bi nhá các bác, 2 tầng bi luôn này, 1 tầng 2 tầng này, có vú bơm mỡ thôi. Đó. Nó đến từ cái thương hiệu Abilon này, Abion này. Đó, Abion này. 400k một bộ này nhá các bác. Em đo kích thước cho các bác này. Con này thì ưu điểm của nó là siêu chịu tải, nhược điểm của nó là nó không có phanh nhá các bác. Con này nó cao đến 10 cm này các bác. Đó, 10 cm này. Đường kính của nó này. Đường kính của nó con này lấy thước kẹp đi. Đường kính của nó là 7,5 cm này, 7,6 cm này, tương đối lớn nhá. Độ dày của nó này 4,6 cm. Giá em bán là 400k cho 4 bánh nhá. Đó. 400k cho 4 bánh này. Loại thứ hai em muốn giới thiệu đến cho các bác cái bộ này. Bộ của Ford Master này. Đó, 550k cho bộ này nhá các bác. Đây nó ghi mác là 4.900 Newton này. Đó, nó nếu mà quy ra thì nó ra là 4 tạ 9 nhá. 4 tạ 9 một bánh thì các bác cứ tính 4 bánh thì con này nó chịu tải khoảng 1 tấn nhá các bác. Hàng của Ford Master. Đó. Bánh xe hàng đã qua sử dụng nhá các bác. Em đo tổng chiều cao của nó đến bánh này. Là nó cao cũng khoảng độ 10 cm này. Mặt trên này 9 cm này, mặt này cũng 9 cm này. Đó. Và bây giờ em kẹp cái bánh này. Cái bánh này độ dày của nó đây, độ dày của nó là 2,97 này, gọi là 3 cm. Thế còn đường kính bánh đây, đường kính bánh là 6,27 này, tương đương với 6,3 nhá. Đó. Cái này nó tăng chỉnh được nhá các bác. Tăng chỉnh đây này. Đấy em quay như này nó đang tụt lên nhá. Đang tụt lên này, em quay nó tụt xuống này. Đó, nó gọi là bánh xe tăng chỉnh Hàn Quốc nhá. Đó. Nó quay lên nó thò ra này, thò dài ra như này nhá các bác. Đó. Hết cỡ là nó đẩy đẩy nổi cái bánh này lên. Đó. Là thiết bị của các bác, tủ hàng kệ kiếc là nó đứng im. Các bác mà muốn đẩy đi thì lại quay nó lên như này. Đó, rất hay. Giá bộ này em bán là 550k một bộ này. Đó. 550k một bộ, em có một bộ duy nhất thôi. Đó. Quay sang bên này thì chỗ này em có một ít nam châm điện này. Các bác có xài đến thì cứ chụp hình rồi gửi cho em nhé. Này không view nữa. Đó, lâu lâu em mới lại view một lần. Bởi vì nó lắm đồ quá. Quay sang bên này thì em giới thiệu được cho các bác cái con này. Nên em về được 6 con này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Em về được 6 con nhá. Cho các bác xem giá luôn này, 200k một con. Đó. Bây giờ em sẽ view trước, sau đó đo kích thước. Cái này là nó có cái con ốc hãm ở đây này các bác này. Con này đang bị mất này. Em sẽ xoáy một con ở bên này sang nhé. Bởi vì nó sẽ có con hai con. Đó. Xoáy con ốc hãm này sang đây. Đó. Xoáy ra. Đó. Đồ rất là xịn này. Một con vòng bi này. Đến từ Nhật luôn nhá. Đó. Ra van luôn này. Đến từ cái thương hiệu KIK nhé. KIK Japan. Rất là xịn. Mã vòng bi đây. Cho các bác xem mã vòng bi đây. S6020 hay là 206.
Cái này người ta gọi là 6206Z nhé, 6206 bi này là bi 206 nhé. Đó, một cái vòng bi chịu tải ở dưới này, nó đến từ cái thương hiệu NSK này, một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Nhật này. Đó, nó cũng là cốt 206 luôn này. Đó, giao an luôn nhé các bác. Đó, đây là cái lượt vòng bi chịu tải của nó này. Mà các bác nhìn thấy chưa? Đó, bi chịu tải này, đến của Nhật này. Đậy vào như này, đậy vào như này nhé các bác. Đó, cái vòng bi này là cái vòng bi để các bác lắp xoay này. Đó, để nó xoay nhé. Còn vòng bi này thì chịu tải, nén xuống thoải mái luôn các bác nhé. Tao nén nó vẫn xoay bình thường nhé, rất là ngon. Và trên này là cái con ốc hãm. Đó, các bác hãm nó lại và xoáy con ốc hãm này lại nhé. Đó, em xoáy sâu vào một tí cho nó đỡ rơi mất. Đó, 200k cho con này. Bây giờ em đo kích thước này. Kích thước này của nó là 10cm nhé, tổng chiều cao này. Đo thế này thôi nhé các bác. Đường ngón tay ra đo như này nó cao khoảng 7cm này. Đó, hàng rất là ngon. Đó, kép này thì nó dày khoảng 8-9 ly này, chỗ này này. Còn chỗ này đây đem kẹp luôn, khỏi phải đoán mò. Cái chỗ này này thì là nó dày 10 ly này. Chỗ bên trong này này, vào bên trong khớp trong nó dày 15 ly này. Đó, rất là dày. Thao hồ chịu tải nó có 4 con ốc này để các bác bắt này. Đó, 200k cho con này nhé. Đó, em có 6 con. Quay sang bên này, em giới thiệu cho các bác một ít mã lý này. Đó, cái mẫu này em có 3 con này, 80k một con nhé các bác. Đó, hàng này thì nó có thương hiệu ở Noi nhé các bác. Đây này, VKLL này, 61/2T này. Em không hiểu đâu nhá các bác, cái này em lần đầu tiên em bán này. Nó chắc như này được 2 tấn à, cái này móc 2 tấn à, em đoán thế à. Đó, 7/8 em chả hiểu. Bây giờ em sẽ đo kích thước và em kẹp cho các bác thôi. Nó cao tổng thể là 15cm này, cái chỗ rộng nhất này là 10cm này. Đó, và bây giờ em sẽ kẹp cho các bác cái thép này xem nó lớn cỡ nào thôi. Cái thép này là nó 24 này, 24cm này, à 24 ly nhé các bác. Còn cái này thì nó lớn hơn rất là nhiều này, cái này lên 25 nhé. Đó, 25 này, cái này là 24 này, 23, phải... à 23 nhé các bác, 23,7 này, 22,7 là 23 này, cái này là 25 này. Đó, giá em bán 80k một con này, em có 3 con nhé. Còn cái loại này, cái loại này thì em có cái này nó không phải ghi đây, 2T là 2 tấn đâu nha các bác, 2T là mã của nó thôi, 61/2T. Nếu mà ghi đọc như thế thì cái này nó tận 4 tấn, bé hơn mà tận 4 tấn nhá. Cái này là 43/4T này. Đó, 3/4 đó, em thấy ghi thế nhá. Cái này con này thì lại không thấy ghi gì này. Đó, có hai con này thì ghi giống nhau này. Đó, em cũng đo kích thước cho các bác này. Hàng thì hoạt động hoàn hảo, con này em bán 60k một con nhé. Con này em đo kích thước cho các bác nhé. Chiều cao này của nó là 12,5cm này, cái chỗ rộng nhất này nó lên đến 8,6 nhé, 8,6cm. Đó, bây giờ em kẹp này. Cái chỗ cái trục này, cái trục xoáy này là nó 2,16 này, 2,17 này. Cái chỗ này thì là nó 1,94 này, 1,95 này. Đó, cái này em có 3 con, 60k một con. Và cái con to nhất là cái con này. Nó nặng như con trâu. Mã của nó này là VKLL12T. Bên này thì ghi là 1/4 này. Đó, con này em bán 220k. Nó rất là to, nặng lắm. Con này nó nặng như là gần 5 cân, 4 cân mấy nhá các bác, rất là nặng. Em đo kích thước cho các bác con này. Con này nó cao tổng thể là 21cm này.
bề ngang này là 14,5 cm này. À, nó rất là nặng. Bây giờ em kẹp chỗ này nhé các bác. Kẹp cái chỗ này là 3,5 cm này. Chỗ này là 3,5. Thế còn chỗ này thì là cũng 3,5 luôn. Ui, sao lớn thế nhỉ? Hay là em kẹp chéo ổ đầu, kẹp chéo, em kẹp chéo nhé. Xin lỗi các bác. 3,24. Đó. Con này là giá 220k. Em có một con, loại này em có một con thôi. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái con tay quay này. Đó. Hàng rất là độc nhá các bác. Đó. Nhưng cái tay nắm rất là đẹp này. Cái tay nắm rất là đẹp. Bây giờ em đo kích thước cho các bác trước nhá. Con này size của nó là size 25 nhá các bác, size 25 cm. Đó. Toàn bộ một full kim loại. Và cái riêng cái ổ này này, cái ổ này là bằng inox nhá các bác. Đó, cái ổ này là bằng inox 304 này. Đó, họ thiết kế rất là ghê. Đó, thiết kế kiểu này nhá các bác. Đó. Bây giờ em sẽ đo cho các bác cái tổng chiều dài của nó là như này. Đo thế nào nhỉ? Em đo thế này đi. Là kích cỡ kiểu chiều này của nó là 20 cm này, từ trong cái chỗ đầu em tay em cầm lấy ra nhá. Bây giờ em sẽ kẹp cho các bác cái này. Cái bản này của nó này là 12 cm này. Đúng 12 cm chẵn luôn này. Đó. Bản này 12 cm. Chiều này độ dày của nó là 1,9 cm này, rất là dày nha các bác. Đó. Và cái cổ này, cái cổ này là 6 cm này. Đó, 6 cm nha các bác. Đó. Và cái con tay quay này nó có một cái đặc điểm là nó có đây. Nó có cái cá này là chống quay ngược chiều này các bác. Đó, khi em quay như này quay trở lại nó mắc luôn nhá. Đó. Đó, mắc luôn. Đó. Nó có bánh răng ở đây nhá. Các bác nghe tiếng nó kêu tạch tạch không? Đó. Cái này nó có cái hay cái là nó có cái hay các bác muốn mà đổi cái chiều trở lại thì em nghĩ là các bác tháo ra đổi cái chiều bánh răng này đi và chuyển cái con bọ chặn này sang bên này là được nhá. Đó. Đó. Rất là hay. Đây. Quay trở lại là nó mắc. Đó, nó bằng cái con bọ này. Đó. Em nghĩ là nó các bác tháo ra này, các bác thích thì các bác tháo ra. Tháo ra quay đổi chiều là được nha các bác. Đó. Rất là hay như thế, đổi chiều cái bánh răng này đi và đổi chiều cái con bọ này đi là quay ngược trở lại được. Đó, như này nó đang quay chiều thuận kim đồng hồ nhá. Cái này nó rất thích hợp cho các bác dùng cái kiểu tay quay tời đó. Đó. Đó, quay trở lại nó mắc. Đó. Đó. Con này em bán với giá 500k nhé. Nó rất là nặng. Nó nặng đến... Con này nó nặng bao cân nhỉ? Như là nó nặng 8 cân sao các bác? Đó. 500k cho con này. Em có một con duy nhất thôi. Quay sang bên này. Em giới thiệu đến cho các bác cái bàn xoay này. Đó. Cái này thì nó có một cái ấy là tháo ra được như này nha các bác. Tháo ra được như này. Cái này thì em không nhìn thấy vòng bi nó đến từ đâu. Bi này là bi 205 mà. À, các bác nhìn kỹ cho 6205 hay là 209 đây. HZ đó. Em thì lại không dành lắm về cái món này. 6209 nhá. 209 nhá các bác. 6209 HZ. Đó.
quay như này nha các bác. Bên dưới này nó có cái trụ thép như này. Đó. Trụ thép như này rất là đẹp. Đó, bây giờ em sẽ đo mặt trên và mặt. Trước khi em đo chiều cao trước nhá. Con này nó cao tổng cộng là 12 cm hơn một chút này. Mặt trên này của nó là 29 này. Bề ngang của nó là 10 này, 29 là 10 này. Đo luôn độ dày của cái tấm nhôm này nhá. Cái tông nhôm này nó dày 2,5 cm. Mặt dưới này của nó này, một chiều này cũng là 10 này. Chiều này là 15 này. Đó. Em bán 550k cho một cái bàn xoay này như này nhá, 550k. Các bác thích dùng kiểu này thì dùng, mà các bác thích dùng kiểu này thì dùng. Đó, kiểu nào nó cũng quay được nha các bác. Đó. Kiểu nào nó cũng quay được. Đó, cái đế dưới này thì các bác có thay thế nó dễ dàng hơn này. Đó, cái này các bác có thể thay thế cái mâm to hơn nhá. Thì nó rất là ngon. Đó, thì cái đế to này nó làm cái đế dưới nó vững. Vững lắm. Đấy, các bác bắt thêm một cái miếng gì nữa lên đây, miếng gỗ thôi cũng được, tròn. Đó, nó có lỗ sẵn cho các bác bắt rồi. Đó, không có thì các bác xoáy bỏ cái miếng nhôm này đi, bắt trực tiếp vào cũng được. Đó. Giá là 550k em đo kích thước rồi. Em có rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có khoảng độ chục bộ nha các bác. Đó, em về được khoảng độ chục bộ. Quay sang bên này. Thì em giới thiệu đến cho các bác một ít quạt nhé. Hôm nay em về rất nhiều quạt. Đó, đầu tiên em giới thiệu cái con quạt này trước nhé. Đó, hôm nay em về thêm được mấy cái này. Còn được 3-4 cái thôi nha các bác. Quạt này là của Nhật Bản này, sản xuất tại Nhật Bản, chạy điện 220V này. Của nó ghi là 200V thì là 0,6A này. Đó, nếu mà 230V là 0,7A nhé. Đó. À, 230V cũng là 0,6A. Nếu mà các bác chạy điện nhà mình 220V mà nhân với 0,6 thì nó ra 200 nhân với 0,6 là 120W, là ra 132W nhé các bác. Đó. Bây giờ em sẽ test cho các bác này. Dây của nó rất là dài, rất là ngon nhé. 600k cho con này nhé các bác. Bây giờ em sẽ cắm điện này. Đó, chạy rồi nhé các bác. Đó, chạy rất là êm này. Nó thổi gió ra đằng kia nhé các bác. Bây giờ em sẽ quay ngược lại đằng này. Nó thổi gió lên đằng này này các bác này. Để em lấy cái dây này. Đó, nó thổi gió ra đằng này. Nó có chiết áp chỉnh này các bác này. Em tăng tốc lên này. Đó, gió nó thổi này. Em cho nó thổi lên camera này. Đó, nó rung bần bật rồi nhá các bác. Rất là mạnh. Nghe nó chỉ nghe tiếng rít thôi. Đây này các bác này. Cái mic thu em để cầm tay đây nha em dơ. Đó. Đó. Bây giờ em kẹp lại rồi. Rất là mát nha các bác. Loại này các bác mà dùng để làm quạt hút thông gió thì nó quá là chuẩn luôn. Em giảm đi này. Khi em giảm hết cỡ này thì nó chạy gần như không có tiếng động nha các bác. Đó. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Bây giờ em giúp tắt điện này. Đó, em tắt rồi đó. Tắt rồi xem nó bao lâu thì nó dừng nhá các bác. Tiện thể thì em vật ra em đo kích thước cho các bác. Con này cánh nhựa nhá các bác. Đó, hàng của Nhật luôn. Con này chiều 18 này, vuông 18cm nhá các bác. Vuông 18cm, độ dày của nó là 9cm nhé. Loại này rất là dày. Các bác lắp vào tường 10 là vừa đẹp luôn. Đó. Lắp vào tường 10 là vừa đẹp luôn. Con này em bán 600k này các bác này. 600k một con. Đó, em còn đâu hình như là 3 con hay 4 con nữa là hết nhé các bác. Đó. Tiếp theo em giới thiệu cái con quạt này. Quạt này thì em giới thiệu nhiều rồi. Đó, em còn một cơ số nữa là hết này.
Đó, cái con này em tháo ra để cho các bác xem về thông số thôi nhé, còn nguyên bản nó sẽ có cái miếng đậy vào đây này. Đó. Đó, nó nguyên bản nó đậy như này nhé các bác. Em cho các bác xem này, đây cho em test luôn này. Đó, con này em về được nó gần 100 con, em bán gần hết rồi. Đó. Thông số của nó đây 220V 100W nha các bác. Con này nó chạy thì khủng khiếp luôn. Đây, nó của nó là gió kiểu này nhá các bác. Gió kiểu này nó phả ra đằng trước này. Con này cho các bác xem giá luôn này, 600k cho con này nhá. Bây giờ em sẽ đo kích thước trước khi em test này. Con này bề dày này của nó là 8 cm nha các bác, 8 cm, rất là đẹp. Đó. Bây giờ em đo này, kích thước bao ngoài chiều này sẽ là 28 này. Đo cái cạnh chéo này thì nó lên 32 này. Và đo lọt lòng này thì nó lên 25 này. Đó. Bây giờ em sẽ cấp điện này. Cấp điện của nó nha các bác. Con này nó chạy kinh lắm các bạn. Em cắm điện nha các bác. Bắt đầu em bật công tắc này. Bác nhìn thấy kinh khủng chưa? Em ngửa lên camera này. Đó, camera rung bần bật luôn nha các bác. Em tắt đi. Để con này em view quá nhiều rồi. Đó, em con này em view quá nhiều rồi. Đó, giá con này em bán 600k nhé. Đó. Quay sang bên này, em còn hai sản phẩm nữa em muốn giới thiệu đến cho các bác này. Đầu tiên này em giới thiệu đến cho các bác một cái con quạt hút thổi này nhé các bác. Đó. Đây này. Nó có cái tem này thì không biết phải tem của họ dán không, Winton này. Đó, www.winton.com này. Đó. Bên này thì nó có cái tem này, cũng khẩu vượt của Winton này. Đó, điện áp là 220V này, 320W này. Đó. Cho các bác xem kỹ một chút nhé, để em dơ camera vào đây. Đó, điện áp là 220V này, 320W này, điện 1 pha 50Hz này. Đó. Ampere là 1,5A này. Vòng tua là 1400 vòng 1 phút này. Đó là những cái thông số em đọc được ở đây nhá. Chỗ này thì nó ghi là 725 cho đến 1270 mét khối 1 giờ này. Đó, công suất rất là khủng. Đó. 1200 mét khối, 1200 mét khối 1 giờ nhá. Con này 320W. Đó. 320W con này nhé. Bây giờ trước khi em test thì em sẽ đo kích thước cho các bác một chút này. Để không đo kích thước thì không bác biết, không biết đằng nào lần nhìn thì nó cứ đầy màn ảnh rồi. Đó, em đo tổng chiều cao nhé. Tổng chiều cao cái chỗ cao này là nó cao đến 40cm này. Và cái chỗ đường kính chỗ này là chỗ rộng gọi là em cứ cho là rộng nhất đi, 36 này. Cái chỗ hẹp nhất thì sẽ là chỗ này nhé. Chỗ hẹp nhất là chỗ này nó cũng lên đến 32 cm này. Đó, 32 cm. Cái cửa gió hút vào này, cửa gió hút vào nó rộng 16 cm nhé. Đó. Còn cái cửa hút ra này, cửa thổi ra này, cửa thổi ra thì là vuông nhé. Vuông 13,5. À, một chiều 13, một chiều 13,5. Chiều này là 13 này. À, 13,5 này. Chiều này là 13 này. Đó. Đây, cánh quạt của nó đây nha các bác. Đó, chạy thì rất là êm. Bây giờ em sẽ test cho các bác này. Để em kê cái gì vào đây không, sau nó lấy cái gì kê vào đây nhỉ. Nó có cái vai nhôm ở đâu? Ngồi đấy cho anh, cục cao su đấy hơi mỏng rồi, không vừa. Đây, thôi em kê thế này vậy. Kê này thì nó
Cái này thì nó hơi kênh kênh một tí nhỉ. Thôi em đặt thế này nhé. Bây giờ em sẽ test cho các bác này. Con tụ con động cơ này thì nó không ghi gì nhá, nó ghi công suất ở đây rồi nhá, 320W, động cơ này chạy với vòng tua là 1400 nhá các bác. Loại 1400 này thì nó tương đối khỏe, nó chạy bằng một cái con tụ 15mm này các bác này. Tụ này là tụ của Hàn Quốc này, Made in Korea này. Đó. Cái động cơ này thì không ghi một cái gì nhá các bác. Đó. Bây giờ để em kẹp điện em test cho các bác nhé. Đó, bây giờ em cắm điện này. Bật công tắc cho các bác này. Bắt đầu bật, em bật công tắc là nó chạy này. Đấy, các bác thấy chưa? Nó thổi thì khủng khiếp luôn nhá. Các bác nhìn thấy quạt ở đây này. Thì gió hút vào nó hút cho làm cái cánh quạt kia quay nhá. Nó hút vào nhá. Cái chỗ hút vào nó làm quay này. Nó thổi thì khủng khiếp luôn này. Đó, em ngóc lên một tí cho nó thổi vào camera này. Đó. Sắp rơi điện thoại rồi. Đây cho các bác nghe nhé. Đấy, lúc em để cách nó ra khoảng độ 40 phân nhá các bác. Tầm này là đang khoảng độ 40 phân này. Nó thổi này. Rất là ghê. Con này nó khoảng độ 1300 mét khối một giờ mà các bác, nó rất là khỏe nhá các bác. Đó, khi em rút điện thì nó chạy rất là êm nhá. Đó, con này em bán giá 1.400.000 nha các bác. 1.400.000 cho con này. Đó, và cái sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu đến cho các bác là cái con này, sản phẩm cuối cùng. À, con này quên em không đo kích thước cái con motor này. Con motor này là 320W nha các bác. Đó, em đo tổng chiều dài của chiều này nhé. Em đo lại cho các bác con này. Nó chiều này nó lên đến 37cm này. Con motor này bằng phun nhôm sơn đen chuỗi luôn nhé. Đường kính con motor này nó lên khoảng 15cm này. Đó, có bệ biếc đầy đủ như này nhé. Bệ rất là ngon. Các bác về chỉ việc bắt ốc và xài thôi. Quạt hút thổi này. Đó, bây giờ em quay sang em giới thiệu đến cho các bác cái con này. Cái con này thì em chả hiểu nó là cái con gì. Thì em nghĩ nó là cái con kiểu hút chân không tách dầu ấy các bác. Tại vì nó có cái bình dầu kia kìa. Đây em cho các bác xem này. Đó, bây giờ em sẽ zoom lên cho các bác nhòm nhá. Đó, em chỉnh camera lên này. Cho các bác xem này. Con này là sản xuất tại Bỉ nhá. Made in Belgium này. Motor này, mã của nó là 350C. Nó ghi chữ chữ gì đây, một pha này. 50 hạt này, 0,37 kW này. Chạy điện 115V cho đến 230V đều được này. Đó. Nếu mà chạy 115V thì nó sẽ ăn 8A này. 230V nó sẽ ăn 4A nha các bác. Đó. 0,37 kW. Đó. 1000 chỗ này nó bị chảy, cái tem này nó chỗ này nó bị chảy như 1430 vòng trên phút sao á. 1430 vòng trên phút này, nó ghi cả cốt kiếc các thứ này. Nhưng mà nó bị chảy rồi. Đó, sản xuất may là cái sản xuất tại Bỉ này vẫn còn nhá. Nó đến từ cái thương hiệu Ennot này, Ennot Motor này. Đó, Ennot Motor nha các bác. Đó. Mà không hiểu sao cái con này thì em thấy nó chạy cái con tụ này không biết có phải tụ zin của nó không, nhưng nó chạy con tụ hơi bị lớn ấy. Đây, cái tụ của nó đây. Cái tụ của nó ghi là tận 200mm này. 200mm nhưng mà chỉ có 200V thôi, 250V thôi. Đó. Hay là cái vỏ ngoài này nó ghi thế. Đó. Con tụ này bắt ở đây. Bây giờ em cho các bác xem cái chỗ này, khu vực này. Đó. Dây cua loa tải sang đây nhá, dây cua loa tải sang đây, tải sang cái bầu bầu làm việc của nó là cái bầu này, nhìn trông rất là đẹp.
và cái bầu này thì nó lại được nối sang cái bầu bên này. Bầu bên này thì có cái van xả đáy rồi, trước khi em mua về nó có cái lượng dầu dầu nó lưng lưng đến đây em đổ đi này, nó màu vàng 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 như dưới kia, em đổ đi rồi nhá, dưới rất nhiều cặn bẩn này, em chưa vệ sinh đó. Trên này nó có cái bầu lọc nữa, bầu lọc kiểu này, cái này khi nó làm việc là nó sẽ hút vào đây này, nó hút bằng cái đầu này đó, và nó thổi sang bên này qua cái đường ống này và nó thổi ngược lên trên này, chắc dầu tụt xuống dưới, em đoán thế nhé các bác. Bây giờ em sẽ cấp điện cho các bác xem nhé, và em cũng báo luôn là em sẽ cấp điện một tí thôi nhá, còn cho nó chạy khoảng độ nửa phút hay một phút thôi, tại vì em sợ là cái dầu bên này nó hút, khi mà nó không biết là nó có hút ngược trở lại đây không hay thế nào ấy. Em không dành lắm về cái đồ này nhá, nó có cái ống đồng nó dẫn sang như này này, em không hiểu được. Em bán bao cho các bác là chạy ngon nhé, các bác biết về nó nhé. Em tra thì không thấy cái gì cả, em đoán nó là cái con hút chân không tách dầu đó. Đó, bây giờ em sẽ cấp điện cho nó này, cho nó chạy nhá các bác. Em để máy gì cho đây. Đó. Để em cắm điện 220 luôn nhá các bác. Đó, nó chạy rồi nhá các bác. Đây này, em bịt lại này. Hút rất mạnh nhá các bác. Đấy, hút hẳn ngón tay luôn này. Đây, ngón tay này em chưa ấy nhá, em để đây này. Hẳn ngón tay luôn nhá các bác. Đó, hút cực mạnh. Đó. Bây giờ em tắt đi. Đó, em chỉ cho chạy thế thôi, em chỉ sợ cái dầu này ở bên kia nó có phải là nó phải bơm trở lại đây để nó làm bôi trơn hay thế nào thì em không rành lắm nhá. Đó, quay thì rất là nhẹ. Đó, nhìn trông rất là gấu, rất là hầm hố các bạn. Con motor này rất là xịn này, nó đến từ Bỉ nhá. Motor này đường kính rất là lớn này. Cả cái bộ này nó nặng là 22 kg nhá các bác. Cả cái bộ này nặng 22 kg. Bây giờ em cho nó chạy lại lần nữa nhá các bác. Bây giờ test vào đây thì em ấn ngón tay vào là nó hút, là có hẳn luôn nha các bác, hút rất là mạnh. Đó. Đây ngón tay này em là nó bật chính nha các bác. Im test luôn. Đó, hẳn luôn này các bác này. Đó. Đó. Các bác nhìn cơ cấu của nó là nó hút vào đây nhá. Hút vào đây là thổi sang bên này này, tách dầu ở bên này nhá, tách dầu bên này, đó, hơi phì ra đằng này, đó, cái cơ dầu nó sẽ động lại ở cái cốc kia, đó, con này em nó gọi là hút chân không tách dầu nhá các bác, nguyên lý hoạt động của nó là như thế, đó, em đoán thế thôi, nếu mà các bác có cái gì thì cứ alo em nhé, anh em có thể trao đổi thêm về cái món này, trao đổi về kỹ thuật thôi, còn giá em bán con này là giá em bán là 2,2 triệu nhá, hàng bao ngon cho các bác. Nó đẹp, nó hàng tồn kho, đẹp như mới nha các bác. Cái này thì các bác có thể xoay đi đâu cũng được này. Đó. Xoay đi rất dễ dàng. Đó, nguyên bản nó để gọn như này thì em để gọn như này nhé. Thế còn khi em đóng hàng cho các bác này, em sẽ tháo cái con này ra, em đặt xuống dưới này nhé. Để nó chống, có thể tháo cả con này nữa. Hoặc là tháo con này thôi, rồi em đẩy xốp vào. Con này nó rất dễ vỡ bằng nhựa. Em sẽ tháo ra con này ra. Đó là cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác rồi. Đó, à, quên em đo kích thước cho các bác cái con này. Đó, kích thước bao đo áng áng thôi nha các bác. Chiều này này, là 36cm này. Bề ngang của cái chân đế này là 30cm, một chiều 36, một chiều 30 nhá. Đó, thế còn cái con motor này bề ngang của nó em không đo poly, đo thân không nhá. Nó khoảng độ 17cm. Thế còn cái đường kính của nó rất là lớn nhá. Con đường kính con này nó lên đến 17-18cm. Đó, đây là chưa vào đúng chính giữa của nó đã chỉ 16,5 rồi, chắc nó phải lên 17. Đó, toàn bộ thân này là nhôm hết hay sao á, rất là gấu nhá. Đẹp lắm, tại vì em nghĩ nhôm thì nó mới chưa có dấu hiệu hen gì. Nhưng mà sắt khả năng khi nó han rồi nó rất là dày. Đó. Rất là ngon. Con này đến từ cái thương hiệu Enoch của Bỉ này. Các bác có thể tra con này. Con động cơ này nó đáng tiền nhé các bác.
ăn của Bỉ nhá, thì nó kinh khủng. Đó, rất là ngon. Đó, em đo kích thước sơ sơ thế thôi. Thế còn nó cũng không thấy thông số, nó ghi là cái dây của loa nó đang chạy chạy cái dây A28 này. Đó, cái dây này đến từ Mitsubishi. À, Mitsubishi nha các bác. Bosi chứ không phải Bitsi nhá. Đó. Đó là cái sản phẩm cuối cùng em giới thiệu đến cho các bác rồi, và video của em hôm nay đến đây là hết rồi. Bác mua hàng thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên này. Đó, số Zalo em để trên này. Và cuối cùng thì em chúc các bác xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.